Hai các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái hiệu ứng fisheye với cái hình ảnh là lomography. Và bây giờ các bạn mở một cái hình ảnh các bạn muốn làm lên, sau đó các bạn duplicate nó lên thành cái layer 1. Sau đó các bạn vào image adjustment và chọn cái curve. Chỗ này các bạn giảm nó xuống và chỗ này tăng nó lên. Red cũng vậy, giảm nó xuống, tăng nó lên. Green cũng vậy, giảm nó xuống, tăng nó lên. Nhưng mà cái blue thì ngược lại, tăng nó lên và giảm nó xuống. Và click OK. Cũng như vậy, vào image adjustment chọn cái curve thứ hai, nhưng mà cái chỗ này thì các bạn để yên. Red thì các bạn kéo nó xuống, kéo nó lên. Green cũng vậy, kéo nó xuống, kéo nó lên. Nhưng mà cái blue này thì nó hơi khác, các bạn chỉ cần kéo nó lên một chút là kéo cái này xuống một chút. Đó, vậy là đây là hiệu ứng Lomo của là cho hình ảnh. Và bắt đầu làm cái hiệu ứng fisheye, tức là các bạn chọn cái tool này Eclipse, tạo một cái hình tròn. Kích cỡ thì tùy các bạn muốn. Sau đó các bạn vào filter, distort và spherize, các bạn chọn 100% luôn và click OK. Sau đó các bạn chọn select, inverse nó, và sau đó chọn edit và fill, chọn black và cái opacity là 100% luôn. Xong click OK. Đó. Xong rồi các bạn vẫn giữ như vậy, các bạn chuột phải lên cái vòng tròn và chọn layer v copy. Nó sẽ có một cái copy của cái vòng tròn đó. Nhưng mà các bạn trở về cái layer 1 và double click nó lên. Sau đó chọn cái bevel and emboss. Đổi cái này thành chỉ số và cái size của nó là cỡ 13, softening của nó cỡ 1. Còn mấy cái này giữ nguyên. Xong click OK. Xong trở lên cái layer ở trên đầu tiên, cái layer ở trên hết là tức là layer, cái layer 2. Chọn filter blur and Gaussian blur, để cái radius của nó khoảng là 40. Xong các bạn click OK. Đó, như vậy là xong. Các bạn thử tạo cái effect này trên cái hình ảnh của các bạn như các bạn mong muốn. Chúc các bạn thành công.